Bị vợ bắt rửa bát thay con gái, ông bố dỗi nhưng vẫn phải làm theo. Mới đây, khoảnh khắc ông bố rửa bát thay vợ và con gái đã nhận về vô vàn lời khen có cánh, khiến cộng đồng mạng phải suýt xoa, chỉ biết ước. Cụ thể, cô con gái đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh người bố đang rửa bát kèm theo dòng trạng thái: bữa cơm hạnh phúc là khi con gái nấu cơm, mẹ dọn dẹp và bố đi rửa bát. Theo đó, sau khi ăn xong, người con liền than thở với mẹ: tình hình là con đang rất là đau bụng. Thế thì bố mẹ rửa đi cho nó. Sau khi nghe lời đề nghị của vợ, ông bố nhanh chóng tiến về phía cầu thang để chuồn lên tầng. Nhưng người bố này đã có màn trốn việc không thành công. Yếu mới đau bụng quá. Đây là không làm gì được, uống thuốc nhưng mà nó chưa đỡ. Sau khi được đăng tải, đoạn video đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình. Xem được khoảnh khắc đáng yêu, nhiều người liên tục dành lời khen cho ông bố. Không ít người cũng hài hước trêu đùa rằng người bố này bản lĩnh thì có nhưng vợ bảo thì vẫn phải nghe. Hạnh phúc gia đình chính là sự san sẻ, giúp đỡ từng công việc nhỏ nhất giữa các thành viên mới có thể giúp gia đình luôn hòa thuận. Đúng này! Bạn có cảm thấy ấn tượng với ông bố đáng yêu này không? Comment ngay cho TV Trend được biết với nha! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trend. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé!